Hello, chào toàn thể anh em đam mê bẫy chim ha. Hôm nay mình tiếp tục ra đồng ở nhà anh em. Hôm nay mình có nhận cái máy của ông anh ở Bình Phước gắp là 8 cái nha anh em. Giờ mình bữa nay mình gắp được 4 cái rồi. Giờ mình đem ra mình đánh luôn nha anh em. Mình test máy, mình chỉnh máy cho ổng luôn. Tại ổng có kêu mình cứ chỉnh cho ổng sẵn vậy đó, rồi về ổng đánh luôn à. Đây, mình cắt cái đường với là khoan ba cái lỗ hết trơn nè, chờ là ngày mai gắn cái linh kiện với lại gắp cái bo mạch vô là ịnh vô là xong á anh em. Mình cắt lỗ xong luôn nè, mình gắn cái đuôi luôn nè. Bữa nay mình làm không có kịp á anh em, nên mình gắp được có 4 cái mình đem ra mình test luôn nha anh em, quay thực tế cho anh em xem luôn ha. Giờ này là cũng 8 giờ mấy rồi, mới đâm đựng con nè anh em. Bữa nay mình không có đem túi đựng chim theo nữa, giờ lấy cái dây này cột đỡ nè anh em, không có dây nữa. Con máy nha anh em, đi hồi chiều gấp quá rồi cái không có đem cái túi đựng chim theo, giờ cột đại lấy cái dây lông này cột, cũng hên là có dây, nếu không không biết lấy gì cột, nếu không là nhét vô trong cái bao lưới vậy. Ha, đây là cái máy của ông anh, ông ở Bình Phước nha. 8 cái ông kêu là gắp 6 máy cũng đúng với lại 2 máy chích đó, theo yêu cầu ha. Anh em nào cần máy bằng theo yêu cầu thì mình gắp theo yêu cầu của anh em. Anh em nào gắp trong cái thùng như là từ 6 cái đắm 6 cái, 8 cái hoặc là từ 4 cái trở lên là giá 700 ngàn hết nha anh em. Mình tặng kèm một cuộn băng hết, băng chuẩn tiếng luôn. Nói chung ra băng cũng núm nha anh em. Hoặc là anh em thích lấy chích cũng được, hoặc là thích lấy mắt xéo cũng được, hoặc là thích lấy cái con gì đó thì anh em nói ha. Mình tặng kèm theo một máy là một cuộn. Còn anh em nào mua gời á thì nếu mà không có mua máy nhờ, chỉ có mua băng không á thì một cuộn là 200 ngàn nha anh em. Mình báo giá công khai cho anh em hiểu luôn ha, để anh em điện qua hỏi giá hoài. Giá là 200 ngàn nha anh em, băng là băng Sony thứ này nha. Băng Sony thứ này hết 90 nha. Anh em nào cần máy băng thì cứ alo ha. Còn anh em muốn giao lưu thì số điện thoại mình để lên trên màn hình á. Mình ở Long Mỹ, Hậu Giang nha anh em. Mình ở Sà Phiên. Có anh em nào ở gần thì xuống giao lưu chơi ha. Cái máy này là mình để dành đánh chích kèm thôi nha anh em. Rồi lúc mà mình ngủ á, mình đánh tiếng cũng nấm bỏ. Còn máy băng thì mình, cái này là không có tự chở nha, là mình chở, cái này không có tự chở nha anh em. Máy này là mình tự chỉnh theo yêu cầu của anh em. Ổng kêu là gáp xong chỉnh máy cho ổng đúng tiếng đàng hoàng luôn, thì bữa nay mình đem ra mình test luôn nha anh em. Nhằm khi anh em đặt một cái hai cái anh em kêu mình ra test, mình nói thật với anh em chứ mình không có thời gian mà test một cái máy hoặc là hai cái máy mà đem ra test cho anh em đâu ha. Trừ khi là sẵn chiến mình đi đánh mình đem ra mình test luôn thì được ha. Còn anh em đặt từ 6 cái đến 8 cái anh em kêu mình test máy thì ok, mình test máy cho anh em từ A đến Z luôn, chuẩn tiếng đàng hoàng mình gửi đi cho anh em là anh em đánh ăn chim luôn nha. Đó, nói chung ra máy của mình là chuẩn tiếng nha anh em. Anh em nào cần thì cứ alo ha, số điện thoại thì mình để lên trên màn hình á. Rồi, chào anh em á, hẹn gặp lại anh em dắt sáng nha, sáng mình quay tiếp cho anh em xem cái thành quả ha.